người dân tự góp tiền, góp công xây cầu bắc ngang kênh Tháp 10. Bao nhiêu năm qua, người dân hai bên bờ kênh Tháp 10 ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp muốn sang sông thì phải đi đò. Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy một tháng, một cây cầu mà mọi người hằng mong ước đã hoàn thành. Nhưng không phải do chính quyền xây cất mà là do chính người dân cùng góp tiền, góp công sức để xây cây cầu này với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Người có tiền, người có sức, góp sức, người có nhà trọ thì cho thợ xây cầu ở miễn phí. Phụ nữ thì cùng nhau nấu nướng. Tính tổng cộng tất cả mọi người đã phải bỏ ra 2.000 ngày công lao động. Và từ nay, người dân qua sông không còn phải đi đò và cũng không cần phải trả tiền qua cầu. Cây cầu có chiều dài 67m, rộng 3m, có trọng tải đến 3 tấn. Nhờ cây cầu này, người dân xã Mỹ Quý có thể dễ dàng đi chợ. Một người dân cho biết, cây cầu này là niềm ước mơ từ lâu, không chỉ của ông mà còn của nhiều người dân trong vùng. Bởi vì khi chưa có cây cầu, sáng nào học sinh đi học và người dân đi làm đều bị kẹt đò, đứng xếp hàng dài cả trăm thước. Và tình trạng này đã kéo dài trong 38 năm qua mà chính quyền đã không làm gì để thay đổi, mặc dù người dân đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu. Người dân trong xã Mỹ Quý đã sang tỉnh An Giang mời một nhóm thợ xây cầu sang giúp. Sau khi nghe những khó khăn của người dân xã Mỹ Quý, những người thợ này đã đồng ý sang giúp xây cầu mà không lấy tiền thù lao. Nhờ sự quyết tâm của mọi người, từ khi bắt đầu khởi công cho đến khi hoàn tất, được đưa vào sử dụng chỉ mất có 23 ngày.